Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẫu chuyện Nàng Ba Hoa Sen. Tống Dương Nhược, người Hồ Châu, là bậc sĩ nhân. Một ngày mùa thu, khi đi thăm ruộng, thấy đám lúa tốt bời bời đang lay động dữ dội. Tống Nghi Hoặc vượt bờ qua xem, thì ra đôi trai gái đang dở cuộc ái ân. Tống hắng giọng cười một tiếng định quay lại, gã con trai thản nhiên thắt quần vội vã đi qua. Cô gái đứng dậy, mặt mũi khá xinh, Tống vừa nhìn thấy đã cảm thấy có thiện cảm. Chớm nảy ý nọ kia xong lại xấu hổ e thành thô bỉ. Chàng tiến lại, vừa phủi quần áo cho vừa nói đùa cuộc tỉnh trong dầu có vui thú chăng cô gái cười lặng thinh tống sán lại sát cô gái khẽ cởi áo ngoài thấy da thịt nõn nà không kìm được liền vuốt ve trên dưới khắp người cô gái cười cái anh tú tài cổ lỗ này muốn làm gì thì làm cứ rối rít lên được cái ích gì tống hỏi họ tên cô gái lấp lửng một độ chơi xuân thì tỏ tường mọi nhẽ, cần gì phải tra hỏi. Hay muốn lưu tên tuổi để lập một phường trinh trăng? Tống nghiêm giọng Giữa đồng nội xương cỏ, đó là nơi bọn chăn heo trốn sườn giã thường làm. Tôi không quen thế. Thấy cô đẹp, đến việc ngỏ lời hẹn riêng, cũng cần tự trọng. Việc gì phải tuế toá như thế? Cô gái lặng nghe, có ý thừa nhận là đúng. Tống hẹn. Tốt nhà hoang vắng của tôi Cũng không xa đây Xin mời quá bộ đến thăm Cô gái tử tạ Tôi đi đã lâu Sợ người ta ngờ Có gì đợi tối vậy Cô gái còn hỏi kỹ Đặc điểm của ngôi nhà Đường ngõ Rồi mới theo đường tắt Bước quay đi Chập tối cô gái đã đến phòng tống Một cuộc mây mưa cực kỳ hoan lạc Cứ thế ngày này tháng khác Không một ai hay hôm ấy vị sư trụ trì chùa làng gặp tống ngoài đường kinh ngạc hỏi người anh có tả khí đã gặp việc gì chăng tống trả lời dạ không ạ à. sau đó về ốm liền đêm đêm cô gái lại tới đều mang hoa quả ngon cho tống ăn ân cần hỏi han chăm sóc y như là vợ chồng tận tụy đi ngủ thế nào cô gái cũng ép tống phải chiều bằng được tống mắc bệnh không kham nổi đã có ý nghi ngờ cô gái không phải là người song chưa có cách nào dứt được này mới nói nửa kín nửa khở bữa trước hòa thượng đoán tôi bị ưu ám này quả bị bệnh thật là nghiệm. ngày mai nếu người đến tôi sẽ xin bùa yểm cô gái biến sắc mặt tống càng ngờ sai người đến kể với nhà sư nhà sư bảo đó là hồ ly. Thuật của nó còn thưởng lắm. Dễ bắt thôi. Sư vẽ cho đạo bùa và dặn. Về lấy một cái vỏ sành. Dán bùa vào miệng. Đem đặt trước giường. Khi hồ ly chui vào. Úp ngay một cái chậu lên. Dán bùa rồi đổ nước vào. Nổi lửa đun một lát là hồ chết. Gia nhân về sắp sửa như lời sư dặn. Đêm ấy đến khuya cô gái mới đến, lấy quyết vàng từ tay áo ra vừa định đến giường thăm hỏi Tống. Bỗng trong vò có tiếng kêu u ú. Cô gái bị hút tụt ngay vào. Gia nhân đợi sẵn vội bịt lấy miệng vò, dán bùa định đốt lửa. Tống thấy quyết vàng tung tóe trên mặt đất, nhớ lại những ngày tình nghĩa sâu đậm trong lòng không nỡ. Sai phóng thích ngay. Bùa vừa được giải, chậu vừa được nhấc, cô gái từ trong vỏ chui ra vô cùng lúng túng, cúi đầu nói: thiếp thiếp đại đạo sắp thành, suýt nữ hóa thành đất. may nhờ chàng nhân hậu, thiếp sẽ báo đền ạ. À? Nói rồi quay ngoắt đi. Vài ngày sau, bệnh tình của tống vô cùng nguy kịch. gia nhân đi chợ mua gỗ, một người con gái đón hỏi: có phải người nhà tống dương nhược không? Người kia nhận. Phải. Cô gái nói tiếp. Tống là anh họ. Nghe nói bệnh nặng cũng định đến thăm. Chẳng may lại bận việc không đi được. Có một thang linh dược. Phiền anh đưa dù mà. Người gia nhân về. Tống không có chị em họ hàng nào như thế. Cho nên biết ngay là hổ ly đền ân. Uống thuốc đến đâu khỏi đến đấy. Chỉ 10 ngày bình phục hoàn toàn tống vô cùng cảm kích chắp tay ngửa mặt lên trời nguyện được tái hợp đêm ấy tống đóng cửa ngồi uống rượu một mình bỗng nghe có tiếng móng tay cào cửa sổ vội bật cửa chạy ra hổ nữ đến tống mừng quá chắp tay cảm tạ bày rượu cùng uống cô gái giải tỏ nỗi lòng từ ngày từ biệt lòng thếp cứ bồn chồn không biết lấy gì để báo đền ơn cao đức dày. Này vì chàng, xin tìm một đám xứng đôi như thế. Đã tròn trách nhiệm thiếp chưa? Tống vội hỏi. Người nào vậy? Chàng chưa biết đâu. Sáng mai vào giờ thìn, chàng vượt Nam Hồ. Thấy cô gái hái dâu quấn khăn tơ trắng. Thì chèo thuyền thật gấp đuổi theo nhé. Nếu lạc hướng không kịp, Thấy bên đê có bông hoa sen cuống ngắn ẩn dưới tắn lá xin chàng hái lấy mang về đốt nến hơ vào cúng hoa chàng sẽ có trong tay một cô gái đẹp lại thêm tuổi thọ tống chăm chú ghi nhớ lời dặn đến khi cô gái cáo biệt tống cố trèo kéo cô gái từ chối phân giải từ khi gặp tai nguy bỗng giác ngộ đại đạo nay đâu còn dám ham muốn mối tình chăn gối để mà chuốc lấy thủ oán của con người nói rồi nghiêm nét mặt cáo biệt tống làm theo đúng lời dặn đến nam hồ thấy đầm sen mênh mông gái đẹp vô kể trong đám có một cô bím tóc buông rủ áo lụa trắng như băng tươi đẹp tuyệt trần chàng vội phóng thuyền theo luống cuống lạc hướng để mất hút người đẹp Chàng bắt thuyền vào đám sen, quả nhiên thấy một nhánh hoa sen, cuống sen chưa đầy hai gang. Liền hái lấy mang về. Vào nhà Tống đặt hoa lên ghế, cắm nến vào bên châm lửa khơ. Khoảnh khắc, sen đã hóa thành cô gái xinh đẹp. Tống vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, phục xuống vái. Cô gái nghiêm giọng Anh chàng si tình, ta là hồ ly đây, để gây tai vạ cho chàng đấy. Tống tỏ vẻ không cho là thật. Cô gái hỏi vặn. Ai bảo chàng làm thế? Tống trả lời. Tự kẻ tiểu sinh biết nàng. Chứ sao phải đợi ai bảo. Tống nắm lấy cánh tay kéo đi. Cô gái tuột theo tay Tống xuống đất hóa thành hòn đá. Cao khoảng hai gang bốn mặt lấp lánh. Tống đặt đá lên án, đốt hương vái lạy cầu khẩn. Tối xuống, chặn cửa cài then cẩn thận chỉ sợ đá biến mất sáng ra xem lại không thấy đá đâu chỉ thấy một cái khăn lụa trắng vẫn còn thoảng hương tống ôm lấy lên giường đắp chăn nằm ngủ tối trở dậy thắp đèn quay lại đã thấy cô gái sợ cô gái hóa thân nên ra sức cầu van rồi sau mới dần dà lấn tới cô gái cười nói thật là nghiệp chướng chẳng biết kẻ thừa hơi nào lại đi dạy cho lão si tình này những chuyện tầm bậy thế này rồi cùng nhau nhu nhuận không cưỡng lại trong lúc giao tiếp có lục dường như không kham được nhiều lần xin ngưng nghỉ tống không nghe cô gái phải dọa nếu cứ thế này thiệp hóa ngay đấy trên đây quý vị và các bạn vừa nghe lệ quyên đọc truyện Lưu trai trí dị một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn bồ tùng linh vào giờ này ngày mai lệ quyên sẽ đọc tiếp mong các bạn chú ý đón nghe